Thì mình là bất động sản Tấn Vũ Củ Chi đây. Hôm nay mình xin đi review một cái lô đất mà chính chủ họ mới vừa gửi cho mình. Lúc trước họ cũng đã gửi cho mình rồi, mình cũng quay mấy clip rồi các bạn. À, nhưng mà cái giá chủ gửi lúc trước á, là tới 5 triệu rưỡi mét vuông. Nhưng hôm nay vì cần tiền gấp nên họ giảm giá mạnh. À, họ giảm giá mạnh bán trong tháng nha các bạn. Đây, đây là mặt tiền đường nhựa thứ nhất nè các bạn ha. Đấy, mặt tiền đường nhựa thứ nhất nè của lô đất ha. Đây, thì vị trí ranh của lô đất là từ đây nè, từ cái đường hàng rào này nè các bạn ha, từ đường hàng rào này nè. Đấy, đi lên tới trên kia là 30, gần 36 mét vuông các bạn ha. Đây, mình đi tiếp, mời các bạn đi theo chân mình ha. 36 mét vuông mặt tiền đường này ha. Nhà dân xung quanh nè các bạn xem ha. Vị trí đó, vị trí lô đất ha. Mình sẽ đi hết ba mặt tiền cho các bạn xem nha. Vị trí lô đất ha. Mặt tiền đường này là 35 mét mấy, gần 36 mét các bạn ha. Đường này là đường 679 ha, đường 679. Đây. 679. À, và mặt tiền đường ở phía trước chúng ta là mặt tiền đường 680. 679 giao nhau với 680 các bạn ha. Đây. Đấy, mặt tiền 679 nè ha. Và gần 36 mét ha, mặt tiền đường 680. Hơn 70 mét các bạn ha, hơn 70 mét. Đấy, vị trí lô đất nè. Đất gò cao không màu mã nha các bạn nha. Dân cư tập trung rất đông các bạn ha. Đây nè, hai bên. Mặt đường này là hơn 70 mét nha các bạn nha, hơn 70 mét. Đây. Hơn 70 mét. Này các bạn xem ha. Đất gò cao ha. Không phải không có hồ mã ruộng vườn gì các bạn ha, chuồng bò gì không có hết ha. Đây, xung quanh đất nè, mình xem ha. Đấy. Thì cái mặt tiền đường này là đường 680, là hơn 70 mét các bạn ha. Đó. Và mặt tiền đường thứ ba, mặt tiền đường thứ ba cũng nhựa luôn, ở trên sổ là đường đất nhưng mà thật là ở là cũng đường nhựa luôn các bạn ha, cũng đường nhựa luôn. Đây thì các bạn xem ha, nhà dân tập trung rất đông. Đây. Và đây là mặt tiền đường nhựa thứ ba. 43 mét ha. Hẻm 21 đường 680. Hẻm 21 đường 680 các bạn ha. Đây mặt tiền này. 43 mét ha. Đây chúng ta đi thẳng xuống luôn. 43 mét. 43 mét các bạn ha. Đấy. 43 mét. Nha. Đây mặt tiền đường này 43 mét nha các bạn. Ha. Đủ làm cống rồi này kia hết. Đặt cống hết. Thấy chưa? 43 mét. Ha. Đây tiếp tục nhà dân ha. Nhà dân rất đông các bạn ha. Đó. Xem. Tổng 3 mặt là 2.813 mét vuông ha. Chủ đã cắt làm 4 sổ, chủ đã cắt làm 4 sổ các bạn ha. Mỗi sổ là có 4 sổ là 1.500 mét vuông thổ cư, 1.500 mét vuông thổ cư. Và cái giá chủ gửi mình bán trong tháng này các bạn là 12 tỷ 500 triệu ha. Mình xin nhắc lại, vị trí của lô đất thuộc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ba mặt tiền đường nhựa ha. Tổng diện tích 2.813 mét vuông. Đã cắt làm 4 sổ. Có 1.500 mét vuông thổ cư. Ha. Có 1.500 mét vuông thổ cư nha các bạn. Có 1.500 mét vuông thổ cư. Giá bán trong tháng là 12 tỷ 500 triệu. À, 12 tỷ 500 triệu nha các bạn nha. Đấy, vị trí đất rất đẹp nha các bạn nha. Rất đẹp. Đấy. Không ngồn mã, dân cư tập trung đông đúc. Cách tỉnh lộ 7 của xã Thái Mỹ 300 mét nha các bạn ha. Đó. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều ha, đã theo dõi clip.
Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chủ kênh có thêm nhiều động lực, quay thêm nhiều clip mới để gửi đến các bạn nha.